Biên kịch Trần Thục Hiền, Trăng Giang Cường. Quay phim Mã Sở Thành, Trần Chí Anh. Các diễn viên Lương Triệu Dĩ, Trịnh Y Kiền, Trần Huệ Lâm, Trương Bá Chi, Yuko Moriyama, Pauline Yam cùng các diễn viên khác. Đạo diễn Mã Sở Thành. Đứng lại. Có chuyện gì vậy? Đừng nói nhiều. Đi theo tôi. Đi đi. Tôi không đi. Đánh nhau thì đánh, cần gì phải làm tóc tôi rối lên như vậy? Súng điện hơi ngắn một chút. Thật vậy sao?
Las Vegas. Chúng ta có phải là bạn thân không? Đương nhiên rồi. Nếu không tại sao tôi lại đi tìm cô? Vậy cô có thể nói thật với tôi, tôi sợ lễ cưới này sẽ không được thuận lợi lắm. Cô sợ cha tôi biết tôi làm lễ cưới thì sẽ tới đây phá đám phải không? Không đâu, chuyện này rất bí mật. Nhưng tôi cũng không hiểu tại sao cha tôi lại không thích anh ấy. Thế nào cũng được, kết hôn xong mới tính. Không phải tôi muốn nói đến cha cô, tôi đang nói về chú rể. Yên tâm đi, mấy hôm trước tôi với anh ấy đã liên lạc với nhau rồi. Anh ấy còn hỏi tôi có thích quà cưới của anh ấy gửi về không. Anh ấy còn nói sẽ tới Hồng Kông để lo chuyện nhà cửa, sau đó mới tới đây để đón tôi. Thật vậy không? Chuyện kết hôn quan trọng như vậy mà mấy ngày nay anh ấy cũng không điện thoại cho cô à? Có chứ, có gọi tới, nhưng tôi không hiểu tại sao. Lần nào anh ấy cũng chỉ nhắn tin lại cho tôi thôi. Chỉ nhắn tin lại thôi à? Thật là khó hiểu. Ngày giờ đều do một mình anh ấy quyết định. Có thể do bị trễ chuyến bay. Nancy, tôi đã gọi điện thoại hỏi công ty hàng không. Thì ra chuyến bay đó đã hạ cánh được 4 tiếng rồi. Hay anh ấy đã đi chuyến bay khác. Tôi cũng đã hỏi các công ty hàng không khác. Có thể anh ấy đã ngồi máy bay quá nhiều, nên bây giờ sợ phải ngồi máy bay nữa. Còn nữa, tiệm áo cưới cho biết đã trễ hẹn quá nhiều. Họ không muốn chờ đợi nữa. Bây giờ tính sao? Hãy hủy bỏ vụ này giùm tôi. Cảm ơn hai cô. Hồng Kông. Alo, có chuyện gì thế? Nói đi. Thật vậy à? Hôm nay kết hôn à? Hôm nay là bao nhiêu dương lịch? Nguy rồi. Này, anh là ai? Sao anh có chìa khóa mở cửa vào nhà? Khóa cửa này là do tôi gắn, đương nhiên tôi có thể vào được. Tôi là kỹ sư thiết kế nội thất của căn nhà này. Thì ra anh là công nhân xây dựng Tất Đạt Dũng. Căn nhà này đã hoàn tất rồi. Anh còn tới đây để làm gì? Cô cũng biết căn nhà này đã hoàn tất à? Anh làm gì vậy? Cô làm gì vậy? Tôi muốn tìm chồng của cô. Chồng của tôi đâu? Tôi vẫn chưa kết hôn. Chưa kết hôn à? Tôi không cần biết cô đã kết hôn hay chưa. Anh ngồi lên lầu làm gì? Tôi cũng không muốn lên lầu. Tôi muốn ngồi ở đây. Cô hãy cho tôi biết anh ta đâu rồi. Tại sao tôi phải nói cho anh biết anh ấy ở đâu? Bây giờ anh xâm nhập gia cư bất hợp pháp, tôi có thể gọi cảnh sát tới bắt anh. Gọi cảnh sát bắt tôi đi. Cô cứ gọi cảnh sát xem ai phạm pháp. Tôi cũng xin nói thật với cô, tôi đã nhận từng ngân phiếu quyết toán, số tiền sửa chữa là 2.837.695 đồng. Cô hãy xem ai ký tên. Sao lại như vậy được? Tôi cũng không biết, tôi không lấy một đồng nào. Đây là tờ ngân phiếu khống. Vậy thì sao? Còn sao nữa? Trả tiền. Này, cô lấy tờ ngân phiếu đi đâu muốn hủy chứng cứ à? Anh nói gì vậy thì tôi sẽ tin hay sao? Tôi cảm thấy vợ chồng cô đúng là một cặp bài trùng. Một người trốn mất, một người muốn quỵt tiền. Thật là quá lắm, ai quỵt tiền của anh? Bây giờ tìm được rồi, vé máy bay hưởng tuần trăng mật. Có tiền đi du lịch mà không tiền trả nợ. Cô đúng là du quỵt siêu đẳng sao hả? Có tiền thưởng một mình mắc nợ người ta cũng phải trả.
Tôi cho cô biết, mai cho cô không phải là đàn ông, đánh ăn ông thì sao? Tôi sẽ cho cô một cú đấm 360 độ bay lên trời, sau đó cho thêm một cú nữa. Anh đánh giỏi như vậy sao không đi đánh thuê cho bọn chuyên cho vay nặng lãi đi? Anh thích đánh người như vậy sao còn đi làm công nhân sửa chữa? Tôi là nhà thiết kế, đương nhiên tôi biết tính toán. Cô làm ơn trả lại tờ ngân phiếu đi. Tôi cho cô biết, đàn ông không tranh cãi với đàn bà. Dù sao tôi cũng là một nhà thiết kế, tôi biết phép lịch sự. Cảm ơn. Chúng tôi cùng đi, dạ được. Đây là hộ chiếu của anh chị cùng với số ghế trên máy bay. Bây giờ anh chị có thể lên máy bay, cảm ơn. Tôi không đi cùng với anh ta. Cô ấy nói đùa đấy. Trả lại cho tôi có được không? Anh bám theo tôi đấy làm gì? Đi Nhật Bản du lịch hay là đi tìm chồng? Đúng là một gia tộc lừa bịp. Thật sự anh đang muốn gì? Muốn gì à? Không đi theo cô thì theo ai? Kiểm tra định kỳ. Đúng là quạp vô đơn chí. Cả thang máy cũng bị hỏng. Không biết là cô xui xẻo hay là tôi xui xẻo. Để tôi. Cô mang theo nhiều đồ như vậy làm gì? Hay cô muốn di dân luôn, không về nước nữa à? Nói thật nha, nếu di dân cũng không lý do gì mang theo ít đồ như vậy. Vali này màu xanh không hợp với cô chút nào cả. Cô thích màu xanh lắm sao? Này, chị ra ở đây có... Ngốc thật. Nếu thấy sớm hơn thì không mất sức nhiều như vậy. Nhưng nói thật nha, anh không nói chuyện thì miệng sẽ hôi hay sao? Hỏi câu này thôi, đúng chỗ này rồi. Sao, Kiều Vũ nhị? Đây, chào đi, nghe đi. Lát nữa gặp mặt anh ấy, anh phải lịch sự một chút. Anh chỉ tới đòi nợ, được rồi. Tôi tới đòi nợ, mau trả nợ đi. Cô có tìm nhầm địa chỉ không? Đây chỉ là một căn nhà trống thôi. Anh ấy đi dọn đi rồi sao? Anh ta là chồng cô, chẳng lẽ cô cũng không biết? Tôi cũng không biết. Đến cả hôn lễ của mình anh ấy cũng có thể bỏ qua. Tôi xin lỗi. Cao Kiều phải không? Họ là ai? Cô có quen biết họ không? Tôi không biết họ. Bắt họ lại cho tôi. Phan đã, họ nói cái gì vậy? Họ nói bắt chúng ta lại. Tôi nghĩ các anh nhầm người rồi. Cô nói mau cho họ biết đi. Nói với họ là họ đã nhầm. Các anh muốn tìm anh ấy phải không? Không liên quan tới chúng tôi đâu. Các anh nhầm rồi. Không phải là cô bảo họ đừng đánh nữa hay sao? Tôi nói với họ rồi. Sao họ vẫn còn đánh gì? Cô có nói với họ không? Tôi nói với họ rồi mà. Oh!
Họ đuổi theo. Cảm ơn cô nhiều lắm. Đừng khách sáo nữa cô Nancy. Sao cô biết tôi? Anh Vũ Nhi bảo cô đến tìm tôi phải không? Anh ấy đang ở đâu? Lát nữa tới đó cô sẽ biết. Này, hai người đã quen nhau à? Rất may cô ấy kịp thời xuất hiện, nếu không chúng ta đã gặp nguy. Bọn vừa rồi ai cũng biết công phu Trung Quốc, họ lợi hại lắm. Khi nào rảnh tôi sẽ tìm họ để thử tài xem thế nào. Cô nói lại giùm tôi, cảm ơn cô ấy. Mặc kệ anh ta phiền toái lắm, tôi nói rồi. Thật sao? Cô ấy bảo anh hãy ngậm miệng lại. Cô ấy đâu có lên tiếng, cô ấy chỉ cười thôi. Cô muốn gạt tôi à? Tôi sẽ không nhờ cô đâu, tôi cũng biết nói tiếng Nhật chứ. Cô rất xinh đẹp, cầm miệng đi. Hãy ngồi cho vững, bọn họ đang đuổi theo. Tạm nghỉ một ngày. Xin chào quý khách, xin chào. Hãy theo tôi về đây. Cô Nancy, hân hạnh chào mừng cô tới Tokyo được bình yên. Giám sát bọn đàn ông dưới nhà giùm anh nhé. Dạ, em biết rồi. Chúng ta lên lầu nói chuyện đi. Mời ngồi. Tại sao mọi người ở đây ai cũng biết nói tiếng Trung Quốc? Thật ra các người là ai? Mọi người ai cũng học nói tiếng Trung Quốc, bởi vì ai cũng yêu ông chủ. Cô cũng vậy. Cô còn đứng đây làm gì nữa? Tôi sẽ đi ngay. Tôi tên là Lâm Quý Nhân, người Trung Quốc. Còn đây là Alisa, Tảo Bách Hợp. Cô gái vừa cứu hai người là Trực Mỹ. Tất cả họ đều là trợ thủ của tôi và đều là người Nhật Bản. Bà chủ đây cũng là người Nhật Bản. Hawaii, chúng tôi đều là người tốt. Đây là danh thiếp của tôi. Lâm Quý Nhân, anh là thám tử tư. Nói về vấn đề chính, bọn người hôm nay vây đánh hai người đều là thủ hạ của một đằng võ tổ trưởng tổ thần hộ Tokyo. Mục đích họ bắt hai người có liên quan tới Cao Kiều Dũng Nhị, cũng là vì hôn phu của cô. Bởi vì hiện giờ hoàn cảnh của cô rất nguy hiểm, anh nói thì chúng tôi phải tin hay sao? Cô Nancy, cô không tin tôi cũng đành chịu. Ngay từ đầu họ đã sai người tới Hồng Kông để tìm cô. Có điều họ không ngờ là đích thân cô lại tới đây tìm họ. Anh nhìn bên này. Anh bạn, sao anh lại biết quá nhiều chuyện như vậy? Tôi còn biết nhiều việc hơn nữa. Thí dụ như anh đánh rất giỏi. Tại sao bọn người này muốn bắt tôi? Tại sao anh lại theo dõi chúng tôi? Mục đích họ muốn bắt cô giống với mục đích tôi theo dõi cô. Hy vọng thông qua cô sẽ tìm được Cao Kiều. Anh Cao Kiều đã gây ra chuyện gì rồi sao? Bà chủ, dạ. Câu chuyện này xảy ra đã được 2 tuần. Trò chơi đã kết thúc. Anh đàn lâu lắm rồi, đến phiên em. Không được, anh còn 5 lượt nữa. Đừng tranh giành với anh. Được rồi, mở cửa đi, có người bấm chuông đấy. Có mối làm ăn nữa rồi, nhanh lên. Sao lại khẩn trương như vậy? Bay về đây để tranh giành với anh à? Khoan đã, khoan đã.
Khoan đã, anh có biết tôi là ai không? Đè đầu tôi xuống làm sao tôi trông thấy được. Một tổ chức lớn nhất ở Nhật Bản, tổng trưởng đại thứ 6 của tổ thần hộ 1, Đặng Võ. Anh đây là Y Đặng Võ, phải gọi là ông Y Đặng Võ. Buông hắn ra, buông tôi ra nghe chưa? Tiếng Nhật cũng chưa học nói trôi chảy mà đã muốn làm thám tử tư rồi sao? Nhưng tôi rất thích anh. Cảm ơn. Làm nghề của tôi cần phải biết suy nghĩ. Đây cũng là một nguyên nhân khiến tôi đến tìm anh. Điều tra giùm tôi người đàn bà này, phải tuyệt đối giữ bí mật. Đường đường là thủ lĩnh của xã hội đen, có rất nhiều thủ hạ, vậy mà lại nhờ tôi giúp. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ lại thì không có gì lạ cả. Vợ hắn bây giờ đang ngoại tình, nếu để bọn thủ hạ của mình biết thì không còn thể diện gì nữa. Bây giờ tìm một người Trung Quốc không nói rành tiếng Nhật để đi điều tra, lỡ bị người ngoài biết được họ cũng sẽ không tin lắm. Cùng lắm thì giết luôn tôi để bịt miệng. Đến rồi. Cao Kiều cũng đến rồi. Em rất nhớ anh. Lập tức đem phim về rửa. Anh ở lại đây tiếp tục theo dõi. Được. Anh có thể cho tôi xem tác phẩm tốt nhất hôm nay anh đã chụp được không? Được thôi. Sau đó tôi đã điều tra được Cao Kiều Vũ Nhị là tổng giám đốc của một công ty đầu tư của Mỹ, được biệt phái tới châu Á. Hắn thường đến Hồng Kông, Nhật Bản và Mỹ. Hắn kiếm được rất nhiều tiền. Có mấy ông trùm trong giới xã hội đen Nhật Bản là khách hàng của hắn. Trong số đó có Y Đằng và Mỹ Tuyết. Tốt lắm. Tốt hơn so với sự tưởng tượng của tôi. Tốt lắm. Bây giờ mọi việc đã xong, đêm nay anh vui vẻ được rồi. Cảm ơn. Mặc dù tôi là một thám tử tư, nhưng tính tình của tôi lúc nào cũng dễ dãi. Kiếm được tiền thì cứ kiếm, quan trọng nhất là đôi bên phải vui vẻ. Anh đến đây lần đầu phải không? Chào anh. Để anh giới thiệu, đây là Lâm Quý Nhân, một viên thám tử tư rất nổi tiếng ở phố người qua. Anh cũng là bạn hợp tác làm ăn với tôi, hãy hầu hạ anh ấy cho thật tốt nhé. Anh giỏi quá. Anh là thám tử tư à? Anh rất đẹp trai. Tôi cũng cảm thấy rất lạ. Hắn nói cho tất cả mọi người biết tôi là bạn thân nhất của hắn, lại còn nói tôi đang cộng tác với hắn.
Hôm đó tôi trở về văn phòng làm việc thì thấy Y Đặng đang ở trong phòng chờ tôi. Tôi chuẩn bị đem số hình đó ra bán một lần nữa, nhưng không ngờ. Tại sao anh đưa hình cho tôi trễ tới như vậy? Người đàn bà đó đã cùng với Cao Kiều trốn đi rồi. Riêng anh, anh là người cuối cùng gặp mặt và tiếp xúc với Cao Kiều. Nghe nói anh với hắn là bạn rất thân. Anh hãy nói đi, hiện giờ họ đang ở chỗ nào? Làm sao tôi biết được họ ở đâu? Anh không biết à? Cùng bản. Cuối cùng thì tôi cũng đã điều tra được, thì ra bà Mỹ Tuyết là người đàn bà được Y Đặng yêu thương nhất. Lâu nay bà giúp Y Đặng quản lý tài chính trong ban thần hộ, do đó tất cả mọi việc trong ban này bà đều biết, bà nắm rất vững. Lần này bà cùng Cao Kiều bỏ trốn, chẳng những đã mang theo một số tiền lớn, mà còn lấy theo một món đồ rất quan trọng của ban này để làm bùa hộ mạng. Nhưng món đồ đó là cái gì thì tôi chưa điều tra ra được. Hiện giờ không biết họ đang vui vẻ ở đâu, riêng tôi thì đang gặp rắc rối. Hiện giờ ai cũng đang đi tìm họ, toàn những người có liên quan với họ, đó chính là tôi biết cô. Ngày nào Cao Kiều không chịu xuất hiện thì ngày đó tôi biết cô sẽ không được yên ổn. Anh ngốc quá, báo cảnh sát là được rồi, dễ như vậy mà cũng không biết cả. Xin hỏi anh là ai, anh làm nghề gì? Tôi là ai à? Tôi là Tất Đại Dũng, làm nghề thiết kế nội thất. Thảo nào, anh không có năng lực để phân tích. Anh tưởng tôi là thằng ngốc à? Tôi đã báo cảnh sát, tóm lại là không phải vụ án lớn thì họ sẽ không điều tra kỹ, họ sẽ không lo cho anh đâu. Nhưng anh tài giỏi tới như vậy, anh nhất định sẽ có cách chứ. Bây giờ chúng ta cùng chung cảnh ngộ, hy vọng cô có thể tìm được Cao Kiều giùm tôi. Ông Lâm quý nhân, tại sao tôi phải tin những lời của ông? Tin hay không là do cô tự quyết định. Nghiêm trọng tới như vậy sao? Anh chàng này tệ thật. Bao nhiêu người không chọn lại chọn một bà thế này. Rất may là cô chưa lấy anh ta. Anh nói như vậy mà cũng nghe được sao? Có gì đâu, tôi không muốn cô ấy quá đau lòng. Anh câm miệng đi. Bây giờ để tôi đi tìm một chỗ an toàn cho cô nghỉ ngơi đã. Cao Kiều Vũ Nhị, người Nhật Bản, sinh ra và lớn lên ở nước Mỹ. Những chuyện này tôi đều biết cả. Thật ra công ty đầu tư của hắn có mua bán cái gì không? Tôi không biết. Tôi quen với anh ấy lúc còn học ở Nhật Bản. Anh ấy là một người rất giỏi, nhưng anh ấy rất ít nói về công việc. Vậy bên cạnh hắn có bà con bạn bè nào nữa không? Bạn bè của anh ấy rất ít, người thân thì không còn nữa. Anh ấy được như bây giờ là nhờ về sự cố gắng của bản thân mình. Gần đây hắn có nói với cô là gặp phải rắc rối nào không? Một người đàn ông có tài như anh ấy, dù gặp phải chuyện rắc rối nào thì bản thân cũng có cách để giải quyết. Quá đáng thật. Câu nào cô cũng khen ngợi anh ta. Vậy bình thường hai người có nói chuyện với nhau không? Bình thường chúng tôi nói với nhau những gì hình như không liên quan tới anh. Anh ấy rất lịch sự, không bao giờ nói bậy. Cô còn khen anh ta lịch sự. Bình thường cô đâu có tâm sự với anh ta. Cô chưa hiểu anh ta mà đã lấy anh ta rồi. Bây giờ anh lấy chồng hay là tôi lấy chồng? Vì nghĩa là từ đầu tới cuối cô cũng không biết hắn có quan hệ xã hội đen Nhật Bản, và cũng không biết hắn có tình ý với người đàn bà của ban chủ. Làm sao tôi biết được? Biết đâu anh ấy đột nhiên thay đổi sở thích của mình. Được rồi, tôi lấy anh ấy là vì tôi thích tiền bạc của anh ấy. Anh hài lòng với câu trả lời này chưa? Ngày mai tôi phải về Hồng Kông, xem như tôi không quen biết cái người này. Hai anh cũng đừng nhắc tới hắn nữa. Xin lỗi, tôi không thể giúp được hai anh. Tôi cần nghỉ ngơi. Anh vào đánh răng trước đi. Anh nói vậy nghĩa là sao? Tôi đang muốn giúp anh. Miệng của anh hôi như vậy, vào đánh răng đi. Tôi vào phòng nghỉ. Anh hai, phải rồi anh hai. Phải, tôi sẽ trả nợ cho anh thật mà. Phải rồi.
Tôi biết rồi, tôi xin nói lại lần nữa, tôi sẽ trả nợ cho anh thật. Nhưng mà quả thật, tôi đang bị người ta hại. Khi nào trở về tôi sẽ trả góp cho anh. Anh đừng mắng như vậy. Alo. Chào anh. Thay quần áo rồi sao? Cô tìm được vali rồi à? Tôi không sao. Sáng nay tôi đi mua quần áo mới để khích lệ mình. Có đẹp lắm không? Đẹp lắm. Anh khen tôi đẹp. Vậy để tôi đãi anh bữa điểm tâm nhé. Thức ăn này có ngon lắm không? Ngon lắm. Gọi nhiều món như vậy sao? Ăn không hết đâu. Anh cũng sắp tới giờ để ra phi trường rồi phải không? Bây giờ tôi muốn ra phố dạo. Có thể tôi sẽ đi trễ một chút. Nhưng tôi không thể bỏ cô lại một mình. Hãy quyết định như vậy đi. Lát nữa một mình anh đón taxi ra phi trường. Không có gì phải sợ cả. Vậy cũng đúng. Sinh mạng của bản thân cô cũng không lo. Vậy thì tôi còn lo để làm gì? Còn nữa, đây, tính tiền phải không? Cho anh đấy. Cho tôi à? Anh nhớ kỹ, 332-335, mật mã để bấm tiền, trong tài khoản còn gần 200 ngàn, xem như tôi trả trước một phần cho anh. Này, vậy nghĩa là thế nào? Cô giúp Cao Kiều trả nợ hay là cô cho tôi mượn tạm? Anh muốn nói sao cũng được, tóm lại chuyện này không liên quan gì tới anh, hãy xem như tôi giúp anh ấy trả một phần cho anh là được rồi. Số nợ còn lại có thể tôi sẽ không trả nổi cho anh. Nếu sau này gặp anh ấy, tôi nhất định sẽ đòi nợ giùm anh. 332335 332335. Đẹp lắm. Thân hình rất đủ tiêu chuẩn. Tôi đã nói không thể cho anh biết trước. Phần dưới thì hơi to một chút, nhưng thế nào cũng được cả. Tôi đồng ý nhận hết. Đồng cao chín à? Anh có đủ tiền không? Đủ tiền rồi. Đưa anh ấy đến phi trường Thành Điền. Được. Tôi đã tiễn anh ấy về rồi. Bây giờ tôi phải làm sao nữa? Phải rồi. Được. Cô bé này, mình đã biết là không tử tế mà. Ông Xích Xuyên đã chờ cô rất lâu. Mời cô đi theo tôi. Chỗ này là phòng làm việc tư nhân. Xin hỏi anh muốn tìm ai? Tôi muốn vào trong xem thử. Không được vào tham quan. Mời anh rời khỏi đây. Cô Nancy. Chào cô. Chào ông. Các cô có thể về nhà rồi. Dạ. Mời cô ngồi. Anh Cao Kiều đã nói nếu có chuyện gì thì đến gặp ông nhờ giúp đỡ. Tôi muốn biết thật ra đã xảy ra chuyện gì với anh ấy. Tôi cũng đang tìm anh ấy đấy. Anh ấy vắng mặt trong lễ cưới. Do đó tôi mới đến Nhật Bản để tìm. Tôi sợ anh ấy đã gặp chuyện rủi ro. Cô yên tâm đi. Cao Kiều còn để lại những món đồ nào khác cho cô bảo quản không? Có thể trong những món đồ này chúng ta sẽ tìm được tung tích của anh ấy. Để làm phiền cô, xin chào. Không có món đồ nào đặc biệt cả. Cô hãy nghĩ thật kỹ lại xem. Thí dụ như chìa khóa tủ bảo hiểm, hay là những thứ như đĩa vi tính hoặc nhật ký gì đó. Anh vào đây làm gì? Mời anh đi. Không có gì, mời anh đi ngay. Được, được, tạm biệt nhé. Cũng không có.
Tôi quên hỏi cô dùng nước giải khát gì. Cô dùng cà phê nhé. Cảm ơn. Anh làm gì ở đây? Cô thấy mỏi chưa? Bây giờ cô phải trả lời những câu hỏi của tôi. Nghe rõ chưa? Nghe rõ. Ông rất đê tiện. Cho cô ấy uống thuốc. Đi ngay. Ở trên lầu 7, một người vào trước, một người vào sau. Phòng làm việc của Xích Xuyên. Em cũng rất đáng yêu. Em ở đây tiếp tục theo dõi họ. Được. Xin chào. Xin lỗi các anh, tôi tìm ông Xích Xuyên. Hắn cũng ngốc thật. Có thang máy mà không sử dụng. Nhất định là theo cầu thang lên rồi. Anh ngốc, mau qua đây. Người đẹp gọi tôi phải không? Cô biết tôi sao? Lên xe đi, cao thủ võ lâm. Anh đã cứu được Messi. Khi nào? Lúc anh xuất chiêu thứ tư trong thần long bãi dĩ rồi bị trật chân, sau đó bị té bởi chiêu đại hải vô lượng thì lúc đó tôi vừa tới. Anh có nhầm lẫn hay không đấy? Thấy tôi đánh nhau cũng không sao tài đánh giúp. Anh đánh giỏi tới như vậy cần chi tôi giúp anh? Anh cũng thông minh thật đấy. Tôi lo đánh nhau để anh lo cứu người đẹp. Xưa nay thì anh hùng lo cứu người đẹp, anh không phải là anh hùng. Vậy người đẹp đương nhiên phải do tôi cứu, có phải không? Phải rồi. Tôi thấy tên khốn đó đã cho cô ấy uống thuốc gì không biết nữa, khiến bây giờ cô ấy như vậy. Cô có phải là Messi không? Phải. Tại sao cô tới Nhật Bản để tìm Cao Kiều? Anh ấy hứa kết hôn với tôi nhưng lại vắng mặt. Hình như cô ấy đã bị thôi miên rồi. Cô ấy nói như trong mơ, nhất định đã uống loại thuốc 4T mà cơ quan đặc vụ nước Mỹ thường dùng. T à? T là trà gói phải không? Thin. They tell the truth. Anh nói tiếng nước nào vậy tôi không hiểu. Tôi nói tiếng Anh đấy. Till ở trong until. Tới khi nào cô ấy chịu khai thật mới thôi. Đây là một loại thuốc thôi miên của khoa tâm thần, có thể giảm ý chí một con người xuống mức thấp nhất. Đối với một số người bình thường thì nó rất hữu hiệu, nhưng đối với một gián điệp đã được huấn luyện đặc biệt hoặc là những người có ý chí đặc biệt kiên cường thì hoàn toàn vô hiệu. Gần đây Cao Kiều có đưa cho cô món đồ nào khác lạ không? Có nhiều lắm. Đó là một số hình thời trang áo cưới, thực đơn giảm mập, máy thăm dò sida. Anh có thấy cô ấy nói năng loạn xạ ra nhiều mồ hôi không? Chiếc nhẫn kết hôn. Đừng hỏi nữa. Mau làm cô ấy tỉnh lại đi. Anh muốn biết thì tự mình điều tra. Tôi đã điều tra tất cả các ngân hàng rồi. Ngoài ngân hàng ra, Cao Kiều còn có tủ bảo hiểm hoặc két sắt ở chỗ nào không? Có. Có một chỗ là hội trường. Hội trường đó tên gì? Tôi không biết. Địa chỉ ở đâu?
Tôi không nhớ. Cái gì cũng nó không nhớ. Vậy là nguy to rồi. Tôi có thể đi. Đi thế nào? Tôi biết đi nhưng không nói được. Vậy cô đưa chúng tôi đi tới đó là được rồi. Này, Messi, tỉnh lại đi. Anh còn gọi cái gì nữa? Anh thông cảm cho quấy có được không? Quấy chỉ là một cô gái yếu đuối. Anh biết cái gì? Công dụng của thuốc qua rồi quấy sẽ không nói đâu. Anh tới đây để đòi nợ Cao Kiều phải không? Anh tới đòi nợ hay là tới để tán quấy? Anh không muốn làm sáng tỏ chuyện này à? Không, không phải là không muốn. Nhưng anh xem quấy ra nông nổi như vậy. Điều tra án lúc nào cũng phải như vậy thôi. Quấy ngất xỉu rồi, không còn hỏi được nữa. Nhưng lúc quấy chưa tỉnh tôi cảnh cáo anh trước. Tôi đã nhịn anh lâu lắm rồi. Tôi muốn đánh anh một trận thật đấy. Tôi sợ anh lắm. Tôi sợ anh dùng chiêu phi long tại thiên để đánh tôi. Tôi sẽ dùng chiêu thân tài tụ thủ để khóa cổ họng của anh. Anh dám không? Thôi hai anh đừng cãi nhau nữa có được không? Được. Sao tôi lại nằm ở chỗ này? Cô đã quên hết mọi chuyện thật sao? Tôi nhớ Xích Xuyên đã cho tôi uống một ly cà phê, sau đó hỏi tôi rất nhiều chuyện. Cô Macy, anh còn muốn gì nữa? Mặc kệ cô ấy. Anh còn tử tế làm gì nữa? Còn biết cả Xích Xuyên đó đã cho cô ấy uống thuốc gì? Không liên quan tới chúng tôi đâu. Rất may là chúng tôi tới đó kịp thời. Lẽ ra thì Cao Kiều không khóc đến nỗi đem món đồ quan trọng như vậy đi khắp cả đường phố. Lúc đầu chúng tôi cứ tưởng hắn đã đem món đồ đó để ở chỗ cô. Nhưng vừa rồi cô đã nói hình như hắn gửi món đồ nào cho cô. Vậy có thể hắn đã cất giữ trong một cái tủ nào đó. Messi, cô nghĩ kỹ lại xem. Những điều cần làm chúng ta đã làm xong rồi. Cô ở lại Nhật Bản sẽ rất nguy hiểm. Hay là thế này, ngày mai tôi đưa cô trở về Hồng Kông. Anh ngây thơ quá. Anh tưởng trở về Hồng Kông thì mọi việc sẽ yên à? Nếu món đồ đó đối với Xích Xuyên và Y Đằng quan trọng tới mức như vậy thì anh đoán thử xem. Hãy để cô ấy tự quyết định đi. Được. Ngày mai tôi đưa các anh tới hội trường. Khỏe quá, tắm xong rồi khỏe quá. Messi, Messi đâu mất rồi? Cứ khoảng 10 phút thì tôi ngó một lần, nhưng cô ấy đã biến mất thật rồi. Anh tắm hơi mất bao nhiêu thời gian? Vậy nghĩa là mất khoảng 40 phút. Như vậy anh cũng không nghĩ là nữa sao? Họ đang ở quán bar bên kia đường để chờ chúng ta. Nhanh lên đi. Cô đừng uống nhiều nữa. Không thành vấn đề. Phiền cô cho tôi thêm 3 ly nữa. Có ngày, cô chờ một chút. Cô ấy đã say rượu. Cô ấy không sao chứ. Cô ấy có vẻ như xúc động mạnh. Cành đã tới, qua đây uống vài ly với tôi. Cô ấy mời anh. Anh qua uống với cô ấy đi. Sao lại đứng yên một chỗ? Không phải anh quan tâm tới cô ấy lắm sao? Cô đừng uống nữa. Cô uống với tôi đi. Đừng uống nữa. Thật ra cô ấy cũng không tệ lắm. Là xinh đẹp, tính tình lại hiền nữa. Anh lòi đuôi cáo già rồi phải không? Nếu tôi lòi đuôi cáo già thì không tới phiên anh đâu. Trên đời còn nhiều hoa thơm cỏ lạ. Trong lon này cũng có. Sau khi dùng xong thì dứt bỏ. Cô đừng ngốc tới như vậy nữa. Đúng vậy. Cô đừng quá đau thương nữa. Người đàn ông như vậy không có cũng không cần. Bây giờ chỉ mất đi một bạn trai thôi. Đâu có gì quan trọng.
Tôi biết tôi đã mất đi một người đàn ông, nhưng tôi không chỉ mất đi một người đàn ông, mà tôi còn mất cả danh dự của mình. Nhưng tôi đã có thêm một món đồ này, đó là một lời hứa mà vĩnh viễn không thực hiện được. Quả thật tôi không cam tâm chút nào, không cam tâm chút nào. Tôi đã trở mặt với người nhà, một mình tới Nhật Bản để tìm anh ấy. Các anh tưởng tôi mê tiền của anh ấy thật sao? Tôi đã thật lòng yêu anh ấy. Tối hôm qua tôi đã uống nhiều rượu lắm phải không? Này, tôi nhớ hình như là quẹo phải mới đúng, quẹo trái mới đúng, quẹo phải mới đúng. Đêm qua tôi mất lịch sự lắm phải không? Không phải, tôi nhớ là quẹo phải đúng hơn. Anh đừng làm tôi rối trí mà. Rõ ràng là quẹo trái, quẹo phải. Quẹo trái thì đúng hơn. Thấy chưa, tôi đã nói quẹo trái mà. Anh nhầm rồi, quẹo phải mới đúng. Anh còn cãi với tôi nữa à? Tôi đã nói quẹo trái thì đúng rồi. Hội trường ở trên tầng lầu mấy? Anh cũng ngoan cố thật đấy. Chuyện gì nữa? Người ta đã nói là quẹo trái, anh đâu quẹo phải đi làm gì? Tôi không có gì để nói cả. Sao anh không tìm đề tài khác để nói? Hân hạnh chào mừng. Mời qua bên này. Chào mừng quý khách. Chào mừng quý khách. Xin cho biết quý danh. Cao Kiều Vũ Nhị. Mời cô đưa mật mã vào. Mời mọi người sang bên này. Anh ấy thường dùng mật mã này để vào đây. Alo, alo, Sa Chức, điều tra ngay cho anh tư liệu về hội trường này. Được. Cao Kiều đã đưa tôi tới đây mấy lần rồi. Khoan đã. Chúng ta cần suy nghĩ kỹ đã. Nếu như quả thật trong ngăn tủ này có món đồ ấy thì có thể hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn bây giờ. Anh sợ thì về trước đi. Tôi không điên đâu. Tại sao tôi phải về? Mọi người ai cũng biết chúng ta đi chung với nhau rồi, không có gì cả. Không có gì. Vậy. Alo, ông chủ, hội trường đó do Y Đằng trong tổ thần hộ thành lập ra. Được rồi, đi ngay. Chuyện gì vậy? Chào mừng quý khách đã đến hội trường. Tôi là Y Đằng. Hai người này lúc còn ở trong nhà Cao Kiều đã được thủ hạ của tôi đón tiếp nồng hậu rồi. Còn anh này là ai? Mặc dù tôi không quen anh, nhưng các anh đã mở được ngăn tủ đó thì nhất định có liên quan tới Cao Kiều. Chúng tôi không thể để mọi người rời khỏi chỗ này dễ dàng như vậy được. Tôi tiễn ông nghị viên ra về trước. Bắt họ lại. Bắt lại đi.
Anh ấy đang ở phía trước, cô ngồi cho vững. Mau nhảy xuống đây. Này, các anh làm gì vậy? Lại còn đuổi theo chúng ta nữa. Này, vừa rồi anh cặp khẩu súng trông rất đẹp trai. Anh cho tôi mượn cây súng xem thử. Tôi chưa từng thấy loại súng này. Cây súng này có phải không? Phải, đương nhiên không được rồi. Anh xấu quá đi. Muốn hại tôi chết sao? Cảm ơn. Ở Nhật Bản không dễ gì mua được khẩu súng. Tại sao anh có khẩu súng này? Thật ra thì anh là ai? Cô đừng đùa nữa, lỡ bị cướp cò thì tôi sẽ mất mạng đấy. Anh nói Y Đằng là ông trùm xã hội đen và anh điều tra vợ của hắn, sau đó còn đuổi giết anh. Tại sao vừa rồi hắn nói hắn không quen anh? Cao Kiều với người đàn bà đó đều là giả ư? Những tấm hình đó cũng là giả ư? Có những chuyện tôi không thể nói cho cô biết. Nếu không thể nói thì anh xuống xe đi. Tin tôi đi, vụ này hai người không thể nào ứng phó nổi đâu. Nếu tin anh ta thì chúng ta chắc sẽ chết. Anh xuống xe đi. Lâm Quý Nhân, anh nói đi. Tất cả mọi chuyện đều là giả, có phải không? Những tấm hình là thật. Cao Kiều bỏ trốn với người đàn bà đó cũng là sự thật. Xuống xe. Xuống xe. Tôi còn muốn tiếp tục điều tra chuyện của Cao Kiều nữa. Hay là chúng ta về Hồng Kông đi. Dù sao ở đó cũng là chỗ của mình. Lỡ xảy ra chuyện gì cũng có người tiếp ứng cho chúng ta. Bây giờ tôi không muốn theo anh về Hồng Kông nữa. Bất luận chuyện này là thật hay giả, tôi cũng lo lắng cho sự an toàn của Cao Kiều. Tôi muốn đi báo cảnh sát. Báo cảnh sát làm gì nữa? Cô không nghe anh ta nói báo cảnh sát cũng vô ích sao? Cảnh sát sẽ không tin lời của chúng ta. Anh hiểu rõ con người này lắm sao? Những lời hắn nói không có một lời nào là thật. Anh đưa tôi đến sở cảnh sát đi. Được. Cô nhìn sang bên kia. $6,920. Cảm ơn. Cô cho tôi một thẻ điện thoại.
喂，老细。Alo, ông chủ. Nếu tôi bán cái gì, tôi bán thỏ luôn. Chuyện ông nhờ tôi đã làm xong. Bây giờ tôi đang ở gần phi trường. Ông yên tâm đi, tôi đã nhận được tiền của ông thì đương nhiên tôi phải đưa cô ấy về Hồng Kông thật an toàn. Được rồi, ông ấy chờ tin của tôi. Xin chào. Anh đi một mình à? Không biết đường tới phi trường à? Cô Messi đâu rồi? Cô biết tôi hay sao? Được rồi, anh ấy đi theo tôi. Võ công của cô cũng khá nhưng rất tiếc tôi sẽ không theo cô đi đâu cả. Vậy sao? Chào anh Tất Đại Dũng. Ông chủ của tôi tính toán rất giỏi, biết trước là anh sẽ tới phi trường và sẽ đi theo con đường này, do đó tôi nhất định tìm được anh. Thì ra cũng là Lâm Quý Nhân. Cảm ơn nha. Mọi người đã vất vả rồi. Không vất vả chút nào. Anh đoán thử xem ngồi trên này khỏe hơn hay là nằm dưới đó khỏe hơn vậy? Anh ấy không chịu trả lời. Các cô giống quả bom sét quá. Các cô đang đóng phim sét phải không? Sao lại mạnh tay với tôi như vậy? Sao vừa rồi cô không ngồi chung với tôi? Câm miệng lại đi. Cô là người Nhật phải không? Câm miệng lại. Từ đầu tôi đã biết anh không phải là Thám Tử Tư. Thật ra anh là ai? Anh không biết điều tra sao? Thám Tử Tư Tất Đại Dũng. Anh Tất Đại Dũng, người Hồng Kông, 29 tuổi, say mê võ thuật từ lúc nhỏ, nhìn lại không chuyên tâm học hành. 17 tuổi đã từ Hồng Kông sang đại lục Trung Quốc tham dự khóa học võ thuật trong học viện quốc gia, đã từng 4 lần đoạt chức vô địch về môn võ thuật. Giỏi như vậy sao? Có nhầm lẫn hay không đấy? Không. Năm 94 mở một văn phòng Thám Tử Tư tên là Trí Dũng ở Hồng Kông, lại còn kim luôn vệ sĩ tư nhân, lợi hại như vậy à? Đương nhiên. Anh đừng nóng nảy, cô ấy vẫn chưa đọc xong. 3 tháng trước đây bắt đầu nhận tiền của tổng giám đốc ngân hàng Đại Lợi mỗi tháng 120.000 đồng. Nhiệm vụ là giả làm kỹ sư thiết kế để tiếp cận với Cao Kiều, điều tra bối cảnh của Cao Kiều cùng với nguyên nhân hắn theo đuổi cô Messi. Bởi vì cô này là con của tổng giám đốc. Rất tiếc là anh vẫn chưa điều tra được chuyện gì của Cao Kiều. Anh cũng không ngờ gặp phải một chuyện khó khăn tới như vậy. Đừng nói là bảo vệ cô ấy, mà ngay cả cô ấy ở đâu anh cũng không biết. Cô ấy nói có đúng không? Nói thật với cô, tại sao cô điều tra quá kỹ tới như vậy? Đơn giản thôi. Tôi bảo họ đi điều tra đủ thứ, điều tra luôn những người bên cạnh anh, nhất là những người cộng tác với anh. Sa chức. Sai thêm người đi tìm Messi về đây. Được. Cũng làm ra trò đấy. Thật ra tôi cũng điều tra anh rồi. Anh không phải là Thám Tử Tư. 12 tuổi anh đã theo cha di dân tới Nhật Bản và học hành ở Nhật Bản. Thành tích rất tốt. Nhưng những chuyện sau khi anh tốt nghiệp thì tôi không điều tra được nữa. Anh cũng không đơn giản. Anh là nội ứng hay là cảnh sát hay là nhân viên ACIC của chính phủ Nhật Bản? Tại sao tôi phải cho anh biết chứ? Vậy cũng phải. Tôi thấy chúng ta đã từng quen nhau. Tôi cũng không muốn trông thấy anh giống như một thằng mù sờ soạn khắp nơi. Vụ này không đơn giản như sự tưởng tượng của anh đâu. Anh chỉ là một Thám Tử Tư hạng xoàng. Vụ này anh không thể đùa nổi đâu. Anh về Hồng Kông đi. Tôi sẽ giúp anh coi chừng Messi. Ban đầu tôi muốn ra phi trường nhưng anh đã mời tôi về đây. Đây là vấn đề sơ sót trong kỹ thuật. Thật ra chúng tôi chỉ muốn tìm Messi. Vậy cũng là sai lầm. Anh nói vậy cũng phải. Xin lỗi anh. Bây giờ tôi thả anh ra, lập tức cho người đưa anh tới phi trường. Anh sẽ không gây rắc rối nữa chứ? Đương nhiên là không rồi. Tôi đang xui xẻo thế này, muốn bỏ về ngay. Nhưng tôi có vấn đề này. Anh thần thông quảng đại như vậy, anh là ký giả có phải không? Cho anh đi thì anh cứ đi, đừng nhiều chuyện. Cảm ơn. Bây giờ nhẹ nhàng rồi, tôi cảm thấy khỏe nhiều rồi.
tôi nhịn anh lâu lắm rồi. Không đánh anh một trận thì cả đời tôi cũng không vui. Qua đây, nhóc con, lấy quán trả ơn. Tôi không sợ anh đâu. Thằng khốn này dám đánh lén à? Chẳng những đánh lén mà còn dùng điện giật anh. Anh đừng mở điện, nó sẽ giật luôn cả anh. Anh tưởng tôi sợ hay sao? Tôi không cần phải dùng tới dây điện, tôi dùng cú đấm cũng đủ rồi. Đánh giật lỗ mũi của anh, móc mắt của anh. Xem từ nay anh còn mặc đồ tây được nữa không? Chưa được. Tôi ghét nhất lúc thấy anh nói chuyện, tôi bóp nát cổ anh để anh không còn nói chuyện được nữa. Được rồi, tôi nói, đừng đánh vào mặt tôi nữa. Tới chết cũng ham đẹp. Được, tôi tin anh. Lấy quán trả ơn. Tôi là người Trung Quốc, lai Nhật, làm việc trong cơ quan gián điệp của nước Mỹ, được biệt phái tới Nhật Bản làm trinh sát của Sở Công an Nhật Bản, chuyên theo dõi những vụ gián điệp. Anh không hiểu rõ lắm phải không? Nói đơn giản hơn nữa là... Là cái gì? Nghĩa là một nhân vật quan trọng. Vậy cũng phải. Nếu không thì tôi đã điều tra được anh rồi. Nhưng tôi hỏi thật, giấy tờ của anh, giấy tờ phải không? Tôi rất thích đem giấy tờ của mình để đi giới thiệu rồi mới nói chuyện. Thì ra anh đúng là một ký giả. Anh cũng rất tinh mắt, biết xem giấy tờ của tôi. Đón bề ngoài thì rất khó, tôi muốn hỏi anh một vấn đề. Cao Kiều là người như thế nào? Người có tên Xích Xuyên đã cho Messi uống thuốc mê. Và Cao Kiều đều là nhân viên của cục tình báo CIA. Mấy năm gần đây họ thông qua một công ty đầu tư để che đậy lai lịch CIA của mình. Sau đó còn lôi kéo Y Đằng Đỏ trong tổ thần hồ, lợi dụng thế lực của xã hội đen in ấn một số đô la giả để tung ra thị trường các nước trên thế giới, khiến đồng yên của Nhật bị phá giá. CIA còn sai Cao Kiều sang Hồng Kông đeo đuổi Messi, con của tổng giám đốc ngân hàng Đại Lợi, để kết hôn với cô ấy. Chờ sau này có dịp lợi dụng. Ngờ đâu trước đó Cao Kiều đã thông gian với người đàn bà của Y Đằng. Bởi vì tư liệu mua bán của tập đoàn xã hội đen này, cùng với những chứng cứ mà CIA đã bắt tay với bọn xã hội đen thông qua một nghệ sĩ ở Nhật Bản, đã được họ giữ lại để làm lá bùa hộ mạng cho cả hai. Khoảng hơn một tuần trước đây họ đã bị Y Đằng phát hiện. Lúc đó Cao Kiều với Mỹ Tuyết đã bỏ trốn, còn mang theo một số tiền rất lớn của tổ thần hồ. CIA cùng tập đoàn xã hội đen tìm khắp nơi cũng không thấy Cao Kiều đâu, nên họ đã chuyển nhượng nhắm vào Messi vì hôn thê của hắn. Đêm qua CIA sợ chuyện này bị lộ nên đã đổi Xích Xuyên đi chỗ khác. Vậy là Messi đang gặp nguy hiểm hoàn toàn đúng. Tôi không thể về, tôi nhất định phải tìm được cô ấy. Anh để tôi ở đây giúp anh đi. Tôi cản anh ở lại được sao? Võ công của anh cao thế này, tôi không muốn bị anh đánh dở sọ. Cô gái này đến đây xin báo án. Có chuyện gì không? Tất cả đem qua đây. Linh Mộc, anh cũng qua đây. Xin lỗi, cô chờ tôi một lát. Vừa rồi nghị sĩ Thanh Đảo đã tới đây khiếu nại một chuyện với chúng ta, cho biết sáng nay lớp A đã bị người ta dùng võ lực phá hoại. Kẻ phá hoại là một nam và một nữ. Chúng ta mau tìm hình ảnh của họ để ra lệnh truy bắt họ ngay. Nghe rõ chưa? Nghe rõ. Cô ơi, cô có đóng phim xét không? Đóng phim xét cho chúng tôi đi, chúng tôi sẽ trả giá cao. Các anh tránh ra đi. Cô không đóng phim xét cũng được, chỉ cần cô chịu chụp hình thôi. Cô ơi, đừng bỏ đi. Sao lại như vậy chứ? Tại sao cô ấy lại bỏ áo khoác?
Em ơi, xin lỗi, em có thể cho chị mượn đỡ 10 đồng không? Chào chị. Alo. Con là Macy. Cha nghe rõ không? Hiện giờ con không còn gì nữa cả. Cha mau cho người tới cứu con đi. Hai tên khốn này bây giờ còn muốn gì nữa? Bảo vệ của tôi sắp tới đây rồi. Hai anh biết điều thì đi ngay đi. Bảo vệ của tôi to con hơn anh gấp mấy lần đi. Hắn cao hơn anh rất nhiều. Cánh tay của hắn to bằng bắp đùi của anh vậy. Hai vai của hắn rất rộng. Trên người toàn là lông, giống như một con tinh tinh. Nhất định hai anh sẽ không đến lại hắn đâu. Hai anh không sợ thật à? Mau đi đi. Làm sao tôi đi được cô Messi? Chính cô bảo tôi tới đây, bây giờ lại bảo tôi đi. Tôi khó xử lắm. Ai bảo anh tới? Anh điên rồi sao? Cô gọi điện thoại cho cha mình. Cha của cô bảo tôi tới đây. Tôi chính là con tinh tinh trên người có nhiều lông như cô vừa nói. Anh ta chính là bảo vệ kim thám tử tư đánh người không nương tay mà cha cô đã mướn cho cô. Tôi sẽ không tin hai anh nữa đâu. Anh muốn gì nữa? Cô còn kêu la thì tôi sẽ giết cô ngay. Đừng kêu. Đừng kêu. Cô còn kêu tôi sẽ ném cô vào bãi cỏ, xé rách quần áo của cô, rồi hiếp cô, sau đó giết cô luôn. Cứu tôi với. Giết xong rồi hiếp. Cô đừng kêu nữa. Cùng lắm thì tôi đổi sang phương pháp khác được chưa? Tôi sẽ rạch mặt cô. Này, được rồi. Cô ấy cũng rất giống với anh. Chết cũng ham đẹp đấy. Xin chào. Tôi rất muốn trở về Hồng Kông. Về Hồng Kông sớm cũng tốt. Tôi cũng biết vụ này đã khiến cô rất đau khổ. Nếu như chứng cứ không nằm trong tay cô thì cô ở lại cũng vô ích. Hy vọng bọn xã hội đen sẽ không tới Hồng Kông tìm cô. Cô hãy yên tâm. Tôi sẽ ở cạnh bên cô để bảo vệ cho cô 24/24. Cảm ơn anh. Anh Tinh Tinh. Miệng của anh bẩn quá. Mau dùng khăn giấy đi lau đi. Anh đưa thổi son cho tôi đi làm gì? Anh tìm đâu ra nhiều khăn giấy như vậy? Loại khăn giấy này họ đứng trên đường để phát không cho chúng ta. Cho anh một bao. Anh cầm đi. Alo, Sa Chức. Phải rồi, hành lý của cô trong khách sạn. Tôi đã lấy ra hết rồi. Cô hãy thay áo khoác đi. Cảm ơn anh. Không có gì. Mau lên, chạy đi. Đứng lại. Nếu không tôi sẽ nổ súng. Làm sao các anh biết chúng tôi đang ở đây? Trước khi các anh vào tiệm ăn, không phải là các anh đã lấy khăn giấy sao? Từ Tân Túc đến Trừ Đại, những người phát khăn giấy làm truyền đơn đều do tổ chức của chúng tôi quản lý. Các anh xuất hiện ở chỗ này, chúng tôi tìm ra các anh là chuyện rất dễ. Tất cả đều do anh gây ra. Tại sao lại do tôi? Người phát khăn giấy chính là người của họ. Hiện giờ Cao Kiều ở đâu? Chúng tôi không đủ thời gian để chờ nữa. Nếu cô không nói, chúng tôi sẽ giết cô. Anh đừng giết tôi. Tôi có thể đưa các anh đi tìm Cao Kiều. Thật ra tôi đến Nhật Bản là theo sự sắp xếp của Cao Kiều. Messi đang nói cái gì? Cô ấy nói mình thông đồng với Cao Kiều. Cô ấy tới Nhật Bản là để đánh lạc hướng Y Đặng. Anh ấy đã hẹn gặp tôi lúc 3 giờ chiều mai ở hội du thuyền cầu vồng. Cô ấy nói 3 giờ chiều mai sẽ gặp mặt Cao Kiều ở hội trường cầu vồng. Cô bé này đã lừa gạt chúng ta. Chúng ta cũng đã lừa gạt cô ấy. Đối với anh ấy, tôi đã chán nản lắm rồi. Nếu các anh không giết tôi sẽ giúp các anh dụ hắn xuất hiện. Cùng bản. Dạ. Đưa cô ấy lên xe. Đêm nay cho cô ấy nghỉ ngơi thật tốt. Hai tên còn lại kia các anh giúp tôi giải quyết. Dạ. Cô cẩn thận. Sau khi họ tìm được Cao Kiều, họ cũng sẽ không tha cho cô đâu. Cầm miệng lại đi.
Để xem lần này các anh còn thoát nổi không. Cảnh sát đến rồi. Anh báo cảnh sát phải không? Không phải cảnh sát. Tôi chỉ muốn tìm thêm vài người hộ tống anh ra phi trường mà thôi. Ông chủ có sao không? Anh không sao chứ? Sao các cô đến trễ như vậy? Vừa nhận được điện thoại của anh, mọi người đã tới đây ngay. Bây giờ chúng ta làm gì? Anh đi theo tôi. Đi thì đi. Giờ còn chúng em thì sao? Về nghỉ đi. Anh xem thử hắn là ai. Cao Kiều. Tại sao hắn bị giam trong này? Anh đã bắt được hắn rồi, còn bày ra nhiều chuyện như vậy để làm gì nữa? Không phải chúng tôi bắt hắn 8 ngày trước, hắn với Mỹ Tuyết lái xe bị rơi xuống hố ở đường Bắc Hải. Lúc đưa về bệnh viện đã bị hôn mê, còn Mỹ Tuyết thì đã vào nhà xác. Cảnh sát địa phương đã căn cứ về vân tay của hắn, điều tra được hắn chính là người mà Bộ Quốc phòng chúng tôi đang tìm. Bởi vậy trong lúc Cao Kiều bị ngất xỉu, tôi đã cùng cấp trên đến ngay. Alo, tôi là Nancy đây. Tôi đã gọi điện thoại nhiều lần rồi, lần nào cũng là nhắn tin không được đâu. Ngày mốt kết hôn rồi, hẹn gặp nhau ở Las Vegas. Xin chào. Đã xảy ra chuyện gì rồi? Em sẽ qua tìm anh. Bởi vì hôn thê của Cao Kiều là một người Trung Quốc, nên anh hãy tiếp cận cô ấy, điều tra xem chứng cớ có nằm trong tay cô ấy không. Chúng ta nhất định phải bắt hết bọn khốn ấy. Tuân lệnh sếp. Hôm qua sau khi hắn tỉnh lại, chúng tôi đã lập tức chuyển hắn về Tokyo. Nhưng dù hỏi thế nào hắn cũng không chịu trả lời. Sau đó còn bị người của CIA phát hiện và thông qua lãnh sự quán Mỹ, buộc chúng tôi trong 24 giờ phải giao hắn. Họ cảnh cáo nếu hắn có bị gì thì hai nước sẽ xảy ra xung đột. Vậy là Nancy đã không nói láo. Đương nhiên. Vậy anh cũng mắng người ta nữa. Theo tôi thấy thì cô ấy đang muốn kéo dài thời gian. Bởi vì cô ấy đã biết lai lịch của chúng ta, tưởng chúng ta sẽ có cách cứu cô ấy. Anh có thể dùng loại thuốc 4T đối phó với hắn. Không được, hắn là nhân viên cục tình báo đã được huấn luyện rất nghiêm ngặt. Loại thuốc đó đối với hắn vô hiệu. Tại sao sáng nay em vẫn còn giấu chúng tôi? Dù sao thì Nancy vẫn chưa biết gì. Hơn nữa tôi nói cho anh biết cũng vô ích thôi. Vậy còn cách nào nữa không? Làm sao anh biết tôi không còn cách? Cách nào anh nói đi. Anh muốn đưa tôi đi đâu nữa? Đi đâu nữa à? Tới lãnh sự quán Mỹ. Anh là một người thông minh. Nếu như để CIA tìm được anh thì họ có chịu bỏ qua cho anh không? Tôi có một cách đôi bên đều có lợi. Anh đưa chứng cứ phạm tội của họ ra cho tôi giúp anh làm nhân chứng để buộc tội bọn họ. Anh đừng nói nhiều nữa, hay là thả tôi ra đi. Anh cũng thông minh thật đấy. Tôi muốn đánh anh chết ngay chỗ này. Xuống xe đi. Người có lãnh sự quán Mỹ đâu rồi? Ở trong đó. Tự mở còng đi. Anh tới thật rồi sao? Mau đi đi. Y Đằng đang muốn bắt anh.
Bây giờ tôi sẽ bắn anh chết ngay. Vậy là anh sẽ vĩnh viễn biến mất cùng với tất cả bí mật. Được rồi, tôi đã photo chứng cứ đó làm 5 phần, chia cho 5 người bạn của tôi bảo quản. Cứ 10 ngày tôi liên lạc với họ một lần. Nếu không thì họ sẽ đem chứng cứ đó công bố cho cả thế giới biết. Đương nhiên trong đó có cả sở cảnh sát Nhật Bản. Bởi vì anh phải cầu nguyện cho tôi sống lâu 100 tuổi. Hiện giờ Messi đang rất nguy hiểm. Làm được chuyện lớn thì phải chấp nhận một chút nguy hiểm. Bảo họ bỏ súng xuống. Anh đi giúp tôi rời khỏi chỗ này. Chuyện của chúng ta để sau này hãy giải quyết. Được, anh phải giữ lời. Trong ngày kết hôn anh đã không xuất hiện. Anh không thể tới hay là anh không muốn tới? Anh không thể tới. Hành động. Hãy uy hiếp. Tấn công em đi. Cảm ơn. Xông lên. Tôi giúp anh rời khỏi chỗ này. Anh phải trả lại món đồ ấy cho tôi. Anh đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa. Ngày nào chứng cứ còn nằm trong tay tôi, ngày đó tôi mới được bảo đảm an toàn. Sau này tôi sẽ dần dần sử dụng đến nó. Mỹ Tuyết đâu? Chết trong tai nạn xe. Có phải vì tai nạn xe nên anh không thể tới dự hôn lễ của chúng ta hay không? Anh xin lỗi em. Cano phía trước, hãy dừng lại. Đừng nổ súng, họ đều là bạn của em. Lập tức cho cano xuống nước. Cho cano chạy nhanh hơn đi. Hiện giờ chúng ta đã chung một cảnh ngộ. Nếu có thể trốn thoát được, tôi nhất định sẽ trả chứng cứ lại cho anh. Nhảy xuống nước mau đi, tôi sẽ cứu cô. Nhanh lên đi. Tôi không biết bơi. Đừng nhảy sang bên đó, nguy hiểm lắm.
Được. Messi. Bắt súng này tôi thay mặt Mỹ Tuyết trả cho anh. Tôi đã đuổi kịp rồi, mục tiêu đang ở phía trước. Tổ trưởng Y Đăng. Mau lên, qua đi ngay. Cảm ơn anh đã cứu tôi. Mời anh, em làm riêng cho anh món này. Tốt quá, vậy là hết buồn rồi. Đáng tiếc là không tìm được chứng cứ để bắt những người khác. Không sao đâu, dù sao thì ngày mai họ cũng sẽ đi rồi. Chúng ta hãy vui vẻ để tiễn hai người họ lên đường. Thật ra thì trong công việc chỉ cần chúng ta cố gắng là được. Ít ra anh cũng đã quen được một người bạn như tôi đây. Đúng vậy, em cũng đã trở thành diễn viên xiếc. Đúng vậy, phải rồi, cười vui lên đi, cười lên đi. Cô có tới bệnh viện để thăm Cao Kiều không? Tôi có thể giúp được cô. Tôi không thăm anh ấy đâu. Thật vậy sao? Tôi đã thực sự quên hết những chuyện của anh ấy rồi. Tôi không tin. Chúng tôi dùng loại thuốc 4T để thử lời cô nói mới được. Không cần, dùng rượu để thử là được rồi. Lần này tôi nói thật đấy, dù anh ấy đã tặng cho tôi chiếc nhẫn cưới thì tôi vẫn có thể bỏ đi. Cô bỏ được thật không? Cô tưởng lạ lắm sao? Bây giờ tôi dứt bỏ nó ngay cũng được. Em nợ dứt bỏ thật à? Dứt bỏ đi. Nếu em còn tiếc thì để anh dứt bỏ giùm cho. Dứt bỏ đi, hạ quyết tâm đi. Dứt bỏ rồi. Lần này tôi dứt bỏ thật rồi. Không ngờ chứng cứ lại được giấu trong chiếc nhẫn cưới này. Anh đừng nói với tôi chiếc nhẫn này chính là chứng cứ phạm tội. Đương nhiên rồi, đồ ngốc, xem đi. Sau đây là bản tin đặc biệt.
Sở cảnh sát đã nắm được đầy đủ chứng cứ của tổ chức bạo lực lớn nhất Nhật Bản do Y Đằng Võ cùng với hai người tên là Mỹ Tuyết và Cao Kiều Vũ Nhi cầm đầu. Hôm nay cảnh sát đã chính thức khởi tố đưa bọn buôn lậu và in tiền giả này ra tòa. Trong vụ án này còn có 3 nghị sĩ quốc hội có liên quan. Em còn đi Colombia nữa, anh có đi theo em không? Em phải đưa đồ cho anh. Cha em dặn anh phải coi chừng em. Chính phủ Nhật Bản đã hứa bảo đảm an toàn cho hai người. Rất tiếc là tôi không thể đi được, bởi ở đây tôi đã có quá nhiều người đẹp đang chờ. Tôi cũng biết, hay là thế này, anh cho tôi ở lại đây nhé. Những người đẹp này phải bỏ tiền ra mướn về, số tiền thưởng của mỗi vụ án đều phải đưa hết cho họ. Nếu không thì họ cũng sẽ không sốt sắng tới vậy. Vậy thì xem như tôi chưa nói gì, cô Mansi cũng rất tốt. Cô ấy ở bên kia. Khoan đã, em lui lại. Nhóc con, mày đặt tán gái. Chuyện gì vậy? Anh muốn làm gì tôi? Anh muốn gì? Anh nói cái gì tôi không hiểu. Tôi cho anh biết, anh hãy xem lại mình. Từ đầu tới chân giống như BD, làm sao tán gái được. Tôi cảnh cáo anh, tôi biết võ công. Anh hãy liệu hồn, tôi sẽ dùng tay phanh thay anh để làm mồi cho chó sói đấy. Đừng nói nữa, anh ta không biết nghe đâu. Anh phiên dịch lại giùm tôi đi. Tôi cảnh cáo anh, đừng nhắm vào cô ấy, nếu không thì anh sẽ bị phanh thay. Cái gì? Hai anh muốn phanh thay tôi thật sao? Hai anh là ai? Anh biết nghe à? Anh tưởng tôi không biết hay sao? Tôi cho anh biết, tôi là người giám hộ của cô ấy. Anh nghe chưa? Tôi là em của chị ấy. Lâu lắm rồi chúng tôi không gặp lại nhau. Bây giờ anh muốn gì? Không muốn gì cả, xin lỗi. Anh bị rắc rối nữa rồi. Xin chào cậu em. Đây là sự hiểu lầm, xin lỗi. Có cậu em, tại sao không nói cho anh biết?